Đẹp không? Lát nữa con bê bình oxy lên thuyền cho chú nha. Ở đây tụi chú tự xử lý. Chúng ta có tin thằng nhóc đó được không vậy? Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi, các cậu còn làm gì ở đây, lại đi lặn nữa hả? Cậu không biết sợ hay sao vậy? Anh em Dông cũng lên kế hoạch quay lại lặn tìm những vật phẩm quý giá trong chiếc thuyền cổ, mặc cho những cái chết của các thành viên trong đội lặn. Quay về hàng trăm năm trước thì ở đây từng xảy ra động đất. Việc xảy ra động đất hay hiện tượng dư chấn mạnh khiến thành phố chìm trong biển nước và biến mất, rồi hòa vào sông lớn. Tên thành phố này nghe quen quen. Mây Thanakon. Trong khi đó, Mây cảm thấy rất thân thuộc với thành phố Thanakon. Đây con từng bị ngập nước, con không được lại gần nước, nhất là bờ sông nha Mây. Không bệnh cũ lại tái phát đó. Em nên ở nhà thì hơn. Không sao đâu mà anh con, hôm nay em cũng ở bờ sông cả ngày mà có sao đâu. Em chịu được mà. Không cần lo đâu Dông, nó khỏe lắm đó. Thấy không ổn thì ngồi lên ngay biết chưa. Mời quý khán giả đón xem tập 3 bộ phim Oán Hận Thuyền Cổ phát sóng lúc 11:50 ngày 28 tháng 9 trên kênh QRT.